Tình huống diễn ra ở phút 70, thời điểm Triều Tiên đang dẫn 3-0, khi một cầu thủ của Olympic Triều Tiên băng xuống và có cơ hội ghi bàn. Anh sau đó bị phạm truy cản bởi số 3 Mohamed Al-Basser của Saudi Arabia. Trọng tài bất ngờ thay đổi quyết định rút thẻ đỏ với cầu thủ Saudi Arabia ngay sau đó. Trọng tài chính đã rút thẻ đỏ trước quyền thi đấu của Al-Basser vì cho rằng anh ngăn cản trái luật cơ hội ghi bàn 10-10 của Triều Tiên. Ngay lập tức, các cầu thủ Saudi Arabia đã vây lấy trọng tài Nazulauka Ibup để yêu cầu ông thay đổi quyết định. Trọng tài Nazulauka Ibup đã thay đổi quyết định một cách bất ngờ, không đuổi cầu thủ Saudi Arabia ra khỏi sân và cho rằng cầu thủ Triều Tiên việt vị. Còn Saudi Arabia được hưởng quả phát bóng lên. Tuy nhiên ở trận đấu này, Olympic Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn giành thắng lợi với tỷ số 3-0. Các bàn thắng của họ được ghi do công của Kim Il-sung, cú đúp và Kim Jong-il. Kết thúc bảng F, cả 4 đội đều được 4 điểm và việc phân định thứ hạng dựa theo hiệu số. Olympic Iran, Olympic Triều Tiên và Olympic Saudi Arabia nằm ở 3 vị trí đầu rồi đi tiếp. Còn Olympic Myanmar bị loại đầy tiếc nuối, dù thắng Iran ở lượt cuối. Thủy Anh Tech, bóng đá Nam Á Ied 2018, Saudi Arabia. Triều Tiên, trọng tài bẻ còi.